Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là Yamaha Exciter 155 màu trắng đen xanh này, hay còn gọi một cái tên gọi khác là trắng ngọc trai. Và mình cũng không ngờ một điều là một chiếc xe tay côn thể thao như thế này lại ra một màu trắng mà rất là quý phái và sang trọng như vậy. Trong khi đó Yamaha đã có một màu trắng ở hai phiên bản rồi. Và có bạn nào hóng ba màu trắng này sẽ xuất hiện cùng một lúc ở trong video không nào? Hãy cùng chờ đợi nha. Và giá hiện tại của màu sắc này là 52.900.000 đồng. Giá này đã bao gồm VAT nha. Và cái giá thành xe này có thể thay đổi theo từng thời điểm nữa, bởi vì nó mới vừa ra mắt ở Cần Thơ thôi. Và như các bạn thấy, màu xám xanh và màu xám đen có hai cái bộ tem ngay cái mão. Đây là một cái điểm mới của dòng xe 155 phiên bản giới hạn. Nhưng không để trùng hợp thì màu trắng ngọc trai lại giữ một cái truyền thống, đó là cái đầu nó màu trắng hoàn toàn ngay cái phần mão. Và cái câu hỏi đặt ra nhiều nhất trong khoảng 3 video Exciter mới gần đây, mọi người đặt ra cho mình là: anh ơi, trắng ngọc trai là màu trắng bóng hay là màu trắng nhám? Và cái màu bóng á, là cái màu mà các bạn sẽ thấy cái bản mặt của mình ở trong cái chiếc xe, tức là sẽ phản chiếu được cái hình ảnh. Còn màu nhám là các bạn sẽ không thấy gì hết. Cho nên màu này là màu pha lẫn giữa màu sơn bóng và màu sơn mờ. Nó hơi trắng mờ. Tóm lại là sẽ không phân định được nó là trắng bóng hay là trắng mờ 100% được. Nhưng mà riêng cái cảm giác cá nhân của mình thì nó thiên về màu bóng nhiều hơn. Còn bạn hỏi cái màu xanh ngay phần giữa chiếc xe này thì rất là dễ phân biệt rồi, chắc chắn 100% là màu xanh nhám rồi. Nó kết hợp giữa trắng ngọc trai và xanh nhám. Một trong những cái đặc điểm mà mình rất là ưa thích trên chiếc xe này đó là cái viền mâm của xe. Nó rất tông sực tông so với cái bộ tem ở phía trên nha. Thì cái màu sắc tổng thể là màu trắng ngọc trai. Ga cái cà vẹt của các bạn trên giấy tờ hệ thống nó đã ghi là màu trắng xanh đen, nó có 3 màu nha. Cái đăng kiểm xe nó cũng ghi như vậy. Đây các bạn hãy nhìn lại cái viền mâm so với cái bộ tem đi. Nó có những cái điểm ánh ánh màu vàng rất là hợp với nhau. Rồi cái điểm màu xanh nhám mà phối với màu trắng ở đây thì nó đã từng tồn tại trên chiếc Genus. Tuy nhiên trên chiếc Genus là màu trắng tinh chứ không phải là trắng ngọc trai. Theo mình thấy thì cái con này màu trắng xanh vàng thì cái màu đúng hơn là trắng xanh đen. Tem màu đen thì mình thấy nhiều thiệt á, nhưng mà mình chỉ chú ý vào màu vàng thôi à. Thật lòng mà nói thì Yamaha đã ra mắt màu trắng ngọc trai trên nhiều dòng xe tay ga rồi, ví dụ như Grande nè, Latte hoặc là Genus tuy nhiên thì bây giờ nó được khoác lên trên chiếc Exciter 155 thì các bạn nam mới bắt đầu đi tìm hiểu xem màu trắng này nó như thế nào. Cái cản màu bạc là không liên quan gì luôn nha, nhưng mà lại rất là đẹp. Bởi vì mình nghĩ nếu làm cái cản màu trắng ngọc trai thì nhìn chiếc xe nó rất là bình thường lắm ở khúc đuôi. Cái đường chỉ trên xe chắc chắn là phải làm màu trắng rồi. Rồi lướt sơ qua cái bộ tem cũng như là màu sắc chủ đạo của xe thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một ít tính năng của xe ha. Thì đầu tiên là cái cụm đèn của xe đã tách biệt ra làm pha với code riêng. Và hiện rất là nhiều bạn đã đấu cái đèn này cho nó cháy cùng một lúc. Thì mình thấy cái điều này cũng rất là hấp dẫn. Hình như chỉ tốn có 10.000 à, nhưng mà bên đại lý thì chưa có làm. Cái mâm của xe là mâm 5 chấu kép như thế này, và với cái kích thước lớp là 90x80x17 inch, lớp không xăm, vỏ không gột. Mỗi lần nhìn cái này lại để mỗi cái viền mâm à. Còn cái phanh đĩa trước là phanh đĩa thủy lực 2 bê tông, tại vì thật sự đây vẫn là một phiên bản cao cấp thôi mọi người, nó không có cái gì khác biệt so với phiên bản cao cấp ngoài cái bộ màu sắc ra thôi, cho nên bạn đừng có lầm tưởng là nó có ABS hay này nè hoặc kia. Về cái cụm công tắc của xe thì nó rất là quen thuộc. Có công tắc phụ ở đây, cái nút màu đỏ, sạc điện thoại 12V, bạn nào có nhu cầu sạc thì mua thêm một cái tẩu. Cũng như mình nói lúc đầu, đây là phiên bản cao cấp, sẽ sử dụng khóa thông minh Smart Key. Và hai cái lủng lẳng ở đây là cái chìa khóa cơ dự phòng ghim phía dưới đít này, để mở cái cốp yên thì mở đi dự phòng thôi, chứ thật ra bạn vẫn thao tác trên cái ổ khóa Smart Key trên kia bình thường nha, trên ổ khóa bếp ga. Và tất nhiên là hai cái chìa khóa cơ đó thì nó không có chức năng đề máy rồi. Về cái cốp yên xe thì như các bạn thấy là xe thể thao côn tay là sẽ không có một cái khoảng trống nào để cho các bạn để đồ hết. Đặc biệt là phiên bản ET 155 này. Chế độ bảo hành của xe sẽ là 3 năm hoặc là 30.000 cây ha. Bình xăng là 5,4 lít ha. Có nhiều người nói là bây giờ qua dịch thì cái gì nó cũng xuống. Giờ giá xăng lên đó, đi ra mà cự với mấy ông giá xăng. Ở dưới cái chữ Yamaha này sẽ là cái bình ắc quy của xe. Xe này sẽ có một cái remote, một cái mã 6 số phía màu đỏ đỏ đó. Và hai cái chìa khóa cơ lúc nãy mình quay cho các bạn coi. Số khung xe cũng nằm trong cốp luôn. Và như các bạn thấy thì cái cốp này sẽ không để được gì hết.
Cho nên là bạn nào mà có đi phượt thì phải mua thêm một cái ba lô để vác sau lưng. Đừng có vác ba lô ngược nha. Và trong lúc mà xe này nó được ra mắt ở ngoài phía Bắc á, những Yamaha ngoài phía Bắc về xe trước, thì màu sắc này thật sự là màu mà mình ưng ý nhất. Nhưng khi đến về đại lý mình chạm tay được nó rồi á, thì mình khuyên là bạn nào mà ở dưa như mình thì cẩn thận khi mua màu này. Thì xe vẫn sử dụng động cơ là 4 thì 4 van ở thùng HC và làm mát bằng dung dịch ha. Cọc sức tối đa của xe là 17,7 mã lực tại 9.500 vòng trên phút, còn mô men xoắn cực đại là 14,4 Nm tại 8.000 vòng trên phút. Cân nặng của xe này là 121 kg ha. Rồi đây là cái đèn xi nhan ở phía sau xe, thì nó vẫn là kiểu đèn truyền thống của Exciter cũng như R15 hoặc là MT15. Cái đèn lái thì thiết kế theo kiểu R1 cũng như là cái dè theo hơi hướng của chiếc Moto R1. Cái lớp sau của xe này với kích thước là 120x70 17 inch và tất nhiên cũng là vỏ không gột. Lớp này hình như là lớp IGC á, và vẫn có hai cái diện mâm rất là thích ha. Cái phanh sau vẫn là phanh đĩa thủy lực ha, phanh đĩa đơn. Cái dây xích của phiên bản 155 là nó có phốt cao su nha, tức là nó sẽ tăng cái tuổi thọ cũng như là giảm cái độ ồn so với đời 150. Ngoài ra thì xe này vẫn sở hữu có một trời công nghệ, ví dụ như 4 bản đồ đánh lửa nè, đã tăng số lỗ phun xăng nè, tăng góc phun xăng nè, rồi có phủ carbon kim cương nè, rồi có cái gì bộ nồi chống trượt nè, chống trượt bánh sau, chống trượt côn vân vân, và may rất là nhiều thứ. Dung tích bình xăng cũng tăng, có sạc điện thoại, hai bít tông, smart key vân vân, nhiều thứ lắm. Thì cũng như mình nói lúc nãy á, thì màu sắc này là một trong những màu mà mình rất là yêu thích trong dòng F155 này. Nhưng mà các bạn mua xe này thì các bạn chạy kỹ một tí xíu ha. Bạn nào kỹ một tí xíu thì có thể lựa chọn màu này. Ngoài ra các bạn cũng thể dán keo để bảo vệ màu sắc. Bởi vì màu trắng nó đã dễ dơ rồi mà trắng ngọc trai nó còn dễ dơ hơn nữa. Còn ví dụ bạn nào đang lo sợ là chạy một thời gian lâu thì màu sắc này nó có bị ngã vàng hay ngã sang một cái màu khác hay không, thì mình chưa trải nghiệm chiếc xe này cho nên là mình không dám nói. Chưa trải nghiệm thì không dám nói điều, nó bậy nó bạ mất công. Nhưng những khách hàng mà chạy chiếc Grande cũng như là chiếc Latte màu trắng ngọc trai lại đây bảo hành bảo dưỡng thì mình thấy màu sắc của nó vẫn rất là ổn định. Mình biết nó giá trị cao thiệt, nhưng mà mấy bạn ơi, các bạn mua xe để nó phục vụ mình, nó là phương tiện chứ không phải mình phục vụ nó. Các bạn chạy 3-4 năm trời đi, đổi một cái dàn áo lúc 3-4 năm nó không có bao nhiêu tiền đâu. Về cái chiều cao xe thì nó vẫn bằng so với đời 150, nó vẫn là 7-9 năm, cho nên là bạn nào đã ngồi lên 150 vừa thì ngồi lên chiếc này cũng vừa thôi, tăng cường 1m6 trở lên là các bạn ngồi được rồi. Cái chiều cao này có một số bạn sẽ nhón một tí xíu, nhưng mà các bạn chạy vẫn rất là ok rồi. Không có cái xe này nhìn vậy chứ nó không quá cao đâu, nhưng mà chạy lên cảm giác là nó sẽ cao một tí xíu, rất là feel. Mà nam thì luôn muốn mình cao mà, đúng không? Nếu cho mình chọn một trong bốn màu sắc mình mua xe màu nào thì có lẽ mình sẽ chọn màu này. Có thể là tại vì mình mệnh thủy, mình thích màu trắng xanh nữa. Trước giờ Yamaha chỉ ra màu trắng đỏ thôi, bây giờ lâu lắm rồi mới ra màu trắng xanh, thì cảm giác mình rất là thích. Rồi, cũng lâu rồi mình chưa có tính bản tính trả góp cho mọi người tham khảo, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ tính một cái bản tính trả trả góp. Rồi, giá xe là 52.900.000, trả trước là 32.900.000 đi ha. Mình tính khoản này đi vay là 20 triệu chẳng. Chúng ta sẽ có cắt móc từ 9 tháng cho đến 24 tháng. Gói này có cái ưu đãi là mình sẽ giao cho các bạn nhận cả việc gốc luôn, giống như các bạn mua tiền mặt với đó, giữ giấy tờ gốc luôn ha. Thủ tục thì chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái ha. Bạn nào có ý định mua xe Cần Thơ thì cứ liên hệ mình, sẽ có thông tin ở phần mô tả đó, các bạn cứ nhấp vô phần mô tả có số điện thoại, Zalo cũng như là địa chỉ của cửa hàng nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt mọi người. Hãy